Xã thì đã có chỉ thị là và thông báo cho tất cả các hộ dân trong địa bàn xã, đặc biệt là các hộ bám đường quốc lộ 1A là không được chặt cây là trên giải phân cách đó để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Cái cục mới trách nhiệm của trên tuyến đã chỉ đạo cho tuần kiểm viên tuần đường thường xuyên kiểm tra để phát hiện và tiếp tục làm việc với các xã, tiếp tục tuyên truyền cho người dân để hiểu được cái tác dụng của hàng cây xanh, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.